Thế em phun thuốc một cái mà mũ lên càng gấp đôi anh Thắng. Phun chưa? Phun chưa? Em phun nhát này là nhát thứ ba rồi nè. Đó. Thì bữa đây lên loại bio quét chứ. Không anh, em phun anh, phun à. cái loại thuốc chống khô miệng, chống khô cằn á. Phun lên đó. Phun lên cái thân của nó anh. À. Đúng rồi. Làm là mình phải vậy chứ. Đồ vậy là như hôm bữa là muốn nghỉ cạo luôn rồi đó. Đúng rồi. Xong anh Hảo kêu để anh Hảo phun thuốc, phun một cái là nhát sau là lên luôn. Gớm thật ạ. Hôm nay em Hảo đồng loạt ra quân phun chữa bệnh khô miệng cạo trên cây cao su các bác nhá. Đấy. Thì bao nhiêu con số các bác mà chưa biết chữa khô miệng cạo trên cây cao su thì mời anh em xem hết video này và chúng ta cùng vào video các bác nhá. Đấy, phun thì các bác có thể dùng một bếp và các bác đi chung quanh thân nhá. Chung quanh thân. Bắn lên hết cỡ. Bắn lên hết cỡ các bác ạ. Vâng. Và nhớ phải đeo khẩu trang bảo hộ đầy đủ các bác nhá. Đấy. À. Vâng, nhiều bác hỏi em vậy là mình phun chỉ cái cây khô miệng hay là mình phun tất cả. Thì báo cáo với các bác là mình nên phun tất cả các bác nhá, toàn vườn luôn. Còn chọn thời tiết như thế nào thì các bác nên chọn thời tiết râm mát cho dùng em. Đấy, phun kỹ đi, chậm ướt đều chung quanh thân cho em, không sót cây nào nhá. Phòng là chính thì nó sẽ tốt hơn các bác ạ. Đấy. Còn nếu mà có điều kiện vào thời gian mà bắt đầu nó thay lá các bác nhá, thay lá chân chim các bác phun là tốt nhất. Vâng. Vâng, đây là cái kết quả sau nhát thứ ba các bác nhá. Nhát thứ ba liên tiếp, mủ của nhà em vẫn tăng đều. Vâng, tăng lên được 5 đến 70%. Cái nhát thứ nhất, nhát thứ hai nó tăng lên rất là nhiều nhưng mà em chưa dám làm video. Em thấy nhát thứ ba nó vẫn giữ nguyên và đều như vậy. Cho nên là em phải quyết tâm em làm một cái video này để chia sẻ cho các bác. Và đây chính là người thật việc thật, họ đến cân và hôm nay là em sẽ cân cho các bác xem là 1250 cây nó được bao nhiêu ký. Bao nhiêu đó? 74. 74. Thế em phun thuốc một cái mà mũ lên càng gấp đôi anh Thắng. Phun chưa? Phun chưa? Em phun nhát này là nhát thứ ba rồi nè. Đó. Thì bữa đó lên loại bio quét chứ. Không anh, em phun anh, phun cái loại thuốc chống khô miệng, chống khô cằn á. Phun lên đó. Phun lên cái thân của nó anh. Đúng rồi. Làm là mình phải vậy chứ. Đồ vậy là như hôm bữa là muốn nghỉ cạo luôn rồi đó. Đúng rồi. Xong anh Hảo kêu để anh Hảo phun thuốc, phun cái là nhát sau là lên luôn. Gớm thật ạ. 70. Phân một đằng với lại cái giống B260 nó bị bệnh anh. Năm ngoái thì em xịt từ đầu vụ là mũ nó đều luôn. Năm nay kêu không cạo cái không xịt cái... Này cho nó tổng hợp lên rồi đi. Dạ. Này nhiều mũ không thế. Dạ, làm có tí công đỡ anh. Làm như mấy bữa là hơn tháng trời mà nghĩ mà nó chán. Rồi coi. Rồi, 74 luôn đi. Vâng, như vậy là chúng ta đã vừa cân xong được 3 mã các bác nhé. Một mã 74, một mã 70 và một mã 74 nữa. Vâng, thì chúng ta cộng lại thì chúng ta nhân với 10 giá 12.500 các bác nhé. Đối với dòng mũ mà đánh đông ấy, đánh đông và đông cục như vậy ấy, họ tới tại nhà em họ mua được 12.500. Kết quả thì các bác nhìn màn hình các bác biết rồi đúng không ạ? Sẽ được 2.725.000 rồi. Vâng, trừ công cạo, chi phí phèn. Thì em còn đút túi là 2 triệu các bác nhá. Vâng, với 2 triệu đấy một lần cạo như vậy ấy, sau khi trừ chi phí rồi mình mới còn có động lực các bác ạ. Còn có chi phí để mình gì, mình phun dưỡng bệnh cho nó, đúng không các bác? Vâng, thì nếu mà làm mà các bác không có công thì em đảm bảo các bác chán lắm. Với thứ hai nữa là làm mà cây mà cứ chết dần chết mòn như vậy ấy, thì là mình không có động lực để mình làm. Đấy, bao nhiêu con số các bác mà đang loay hoay không biết phải xử lý như thế nào nhá, cho cái cây cao su của chúng ta được nhiều mũ, vườn của nhà các bác không bị khô cây nào á, thì các bác liên hệ với em theo số Zalo 0976875413 hoặc là Zalo của vợ em là 0352523778. Vâng, kết nối Zalo các bác nhé, sẽ được hướng dẫn chi tiết sản phẩm, hướng dẫn chi tiết cách phun và thời điểm luôn.
Đấy, để em giúp cho các bác và để các bác sẽ có được cái công cán khi các bác sử dụng và bám với cây cao su là cây chủ lực giúp các bác thoát nghèo, giúp các bác vượt lên làm giàu, có tiền mua đất mua đài. Vâng. Bao nhiêu con số các bác mà thấy video này hay nhớ cho em một like các bác nhé. Nếu mà các bác thấy video này có ích thì xin mời các bác chia sẻ cho tất cả những các bác nào đang loay hoay và đang tìm hiểu những cái sản phẩm nào để cho cây cao su của chúng ta không bị khô miệng cạo này, để cho nhiều mủ này, thì họ sẽ biết ơn các bác rất nhiều. Vâng, bác nào mà xem video mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của em nha các bác nhé, để không bị bỏ lỡ những video tiếp theo. Và bác nào còn có ý kiến gì, còn có bình luận gì thì xin mời các bác cứ để ở lại phần bình luận. Và kèm bác nào xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.